People's Committee of District 12, Trần Văn Ơn Primary School, and my name is Nguyễn Thị Thùy Anh. Welcome back to English class, grade 3. And here, hello everyone, how are you doing? And today I'm really excited because I can teach you again. In lesson 3, we'll have to review about the 7 days of the week and review how to ask about your age, your name, or about your health. And today, let's review much more. Now, before we begin our lesson today, let's move to the song to remember about 7 days of the week we learned last week. Okay? And here's the song, Days of the Week song. Can you tell me again 7 days of the week one more time? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Hi, kids. Okay, now, here is listen. A fun song to help hen. You learn the days of the week. Mother Hen is going to sing it for us. Let's listen. Monday. Repeat after Mother Hen. Here we go. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. The days of the week. Great job. Now, let's sing it quietly. And today we will learn lesson 4. If you have a book already, you can open your book page 7. And if you don't have, you can observe my screen. Okay. Part 1. Look at ask and answer. Wow, can you see? We have some toys and we learned it already when you were in grade 2. Do you remember? Number 1, we have bone, car, train, dome, teddy bear, bike. And now, look at the picture. Can you see the picture? Yes, there are a boy and a girl with many toys. Okay, and question 1, I have a question. How many cars are there? And let's count and tell me how many cars. I can see. For example, there are 5 cars. Can you see? Okay, and now let's move to question 2. How many bones are there? And now you have to look at and tell me. There is 1 bone. Number 3. How many trains are there? Train, train, train. And there are 4 trains. Can you see? How many drones are there? Drones. Where's the drone? Yeah, I saw it already. There are 2 drones, yes or no? Let's check. Exactly, there are 2 drones. And what's your number 5? How many teddy bears are there? 1, 2, 3. There are 3 teddy bears.
And the next question, how many pies are there? Pie, pie, pies. Okay. I see. A green one and a red one already. There are two pies. Đây là một dạng câu hỏi có bao nhiêu đồ vật. Thì các con sẽ lưu ý cho cô ở điểm này là nếu như chúng ta có một đồ vật thì cô đã từng nhắc với các bạn khi các bạn ở lớp 2 rồi. Có một đồ vật chúng ta sẽ sử dụng là there is. Các bạn có thấy rõ không? Chúng ta ở đây chỉ có một quả bóng cho nên cô đã trả lời là there is one ball. Hoặc một cách khác để thế cho chữ one là chữ a. Vậy thì cô sẽ nói there is a ball. There is a ball. Còn đối với từ trong tiếng Anh hai đồ vật trở lên thì các con không thể nào trả lời là there is nữa. Phải có s, các bạn đã thấy chưa? Đấy, sau four trains là bốn chiếc xe lửa thì chữ train sẽ có đuôi là s, s. Riêng ở chữ ball là chỉ có một quả bóng, hoàn toàn chữ ball không hề có s. Now, if you got it, let's move to the next part. Okay, that's one. Look at the picture and answer. Dựa vào phần câu hỏi how many ở trên mà chúng ta vừa mới được học lại, thì các bạn ở dưới đây sẽ luyện tập trả lời lại cho cô. Và lưu ý các câu hỏi ở phía dưới 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sẽ không theo thứ tự ở phía trên mà các bạn phải đoán ra cô đang hỏi về đồ vật nào. Và các bạn sẽ đếm số đồ vật đó rồi trả lời cho cô. Lưu ý là không nằm theo thứ tự đồ vật ở phía trên nhé các bạn. Còn tất cả những đồ vật ở phía trên, đồ chơi, đồ dùng học tập, thì tất cả những đồ này các bạn đã biết rồi từ hồi lớp 1 và lớp 2 rồi. Ok, number 1. How many cars are there? And look at how many cars. I can see one. I'll say there is a car. Or there is one car. Ở đây cô bỏ chữ one vào trong ngoặc. Có nghĩa là các bạn lúc nãy cô đã giải thích rồi. Một đồ vật các bạn có thể trả lời là a car. Hoặc là các bạn có thể trả lời là one car. Thì đều được. Nhưng thường trong tiếng Anh họ sẽ sử dụng chữ a nhiều hơn là chữ one đối với một đồ vật. Ok, question number 2. How many pens are there? What is the pen? And tell me how many? 3 or 4 or 2 or 1? And the answer is there are 4 pens. Okay, number 3. How many books are there? Oh, I can see. 1, 2, 3. There are 3 books. Yes, that's right. And the last one. How about how many trains are there? And there are 2 trains. Now, can you get it? You can use how many to ask and use there is or there are to answer. If there is one, we use there is. And there are two or more than two, you use there are. Okay, now let's move to the next part. Wow, you can see there are many colors and the number. Can you see? And part two, listen and point, ask and answer. Now I will read one more time. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And can you see under the post? You can see many colors. Number 1, I'll say red, green, blue, yellow, pink, purple, black, white, brown, orange. Okay, and can you tell me what color is number 1? Yeah, it's blue.
Very good. Cô sẽ hỏi theo thứ tự từ 1 cho đến 10. Các chiếc xe ở đây có màu gì? Và các bạn sẽ nối số vào đúng với các màu tương ứng ở bên dưới các bạn nhé. Rồi, trong thời gian đọc các bạn cũng có thể chỉ vào màu sắc đó và trả lời theo cô. Ok, number 2. What color is number 2? It's red. What color is number 3? It's brown. Very good. And number 4. What color is number 4? It's yellow. And number 5. What color is number 5? Can you see it clearly? Okay, number 5 is green. And how about number 6? Oh, we can see the color clearly. Maybe it's white. Yes, that's right, it's white. And what color is number 7? Is purple. What color is number 8? Is orange. What color is number 9? Is pink. And the last one, number 10. What color is number 10? We can see it's black. Now, let's move to the next part. So, you have to match. We have number 1, 2, 3, and 4 on the screen. Can you see? And now, let's match. For example, we have green, purple, red, and yellow. We have to match correctly. Can you see? Match the thing with the words below. Trong bài này, các con sẽ nối những đồ vật thích hợp từ số 1 đến số 4 với những từ màu sắc tương ứng ở bên dưới. Thì cô đã cho ví dụ thứ nhất là the balloon is green, là quả bóng màu xanh lá cây. Thì bây giờ number 2, number 3 and number 4, các con sẽ, cô cho 1 phút để nối và hoàn thành bài tập này. Để mà có thể làm bài tập này được tốt hơn trong suốt video mà cô dạy, thì nếu các con muốn làm bài tập nào đó, các con sẽ dừng video lại để làm, xong sau đó tiếp tục play video để cùng cô kiểm tra đáp án nhé. Ok, now, number 2, the red car. Here's the answer. Number 3, what color is the train? What color? Is it yellow? Exactly, it's yellow. And number 4, the bike. Yes, that's a cute bike. Purple, it's purple. Are you correct? Yes, now let's move to the next part. And number 3, write the number. We have to write 10, 5, 2, 9, 3, 4, 6, 7, 1, 8. Tương tự như vậy, lúc ở lớp 2, cô đã dạy các bạn rất kỹ về các con số và cách ghi của chúng. Thì bây giờ đây chỉ là một dạng bài tập ôn tập và cô nghĩ là rất dễ để các con có thể hoàn thành nó. Cho nên cô sẽ chỉ cho các con 1 phút để làm. Thì cũng như đã cô đã nói, các con có thể dừng video để làm bài và kiểm tra đáp án sau khi mà của cô, sau khi mà làm xong thì các con có thể tiếp tục play video để mà check nhé. Yes, and here is the answer. Và các con đã làm giống với đáp án của cô chưa? Rồi, trước khi chúng ta kết thúc một bài học ngày hôm nay thì cô sẽ có một bài tập nho nhỏ nữa để các con có thể củng cố lại những gì mà hôm nay chúng ta đã học. Ok,
that tree. Look at the picture and choose A, B, or C. Question number one. What color is the bone? A, a blue bone. B, a yellow bone. C, a pink bone. Tương tự như vậy ở bài tập này, các con sẽ nhìn tranh, xong sau đó trả lời cho cô dựa vào đáp án A, B và C. Nếu các con chọn đáp án nào thì các con có thể khoanh tròn vào đáp án đó. Rồi, now, number one is a blue bone, A. And question number two, what's this? This is a car, B. This is a train. C, this is a bike. And the answer is... Yes, that's right. This is a train. And number three. How many pies are there? One, two, three. The answer is... C, three pies. Can you see? Apple pies, we have S. Các bạn lưu ý ở câu hỏi số 3 này, lúc nãy cô đã nhắc rất là kỹ ha. Nếu mà trong tiếng Anh có từ hai đồ vật trở lên, thì các con thấy luôn, cô đã nhấn mạnh là sau đồ vật đó sẽ có chữ gì đó? Chữ S. Các bạn lưu ý kỹ chỗ này cho cô ha. Yes. Và cái bài tập này cũng đã kết thúc chương bài học của cô trong ngày hôm nay. Yes, and here. And after the lesson today at home, you have to review about the toys again, review about the color, and review about the numbers. And now it's time to say goodbye, goodbye everyone, and I hope to see you soon. Bye-bye.